tôi tên Cao Văn Sa Kha, sinh ngày 18 tháng 11 năm 1972, quê quán ấp Trường Thọ, xã Trường Hòa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Nơi thường trú là tổ 1, ấp Xóm Tháp, xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, bản thân tôi cần phải cố gắng tập trung tìm hiểu, học hỏi, cập nhật kiến thức mới, chủ động nâng cao kỹ năng hoạt động của người đại biểu Hội đồng Nhân dân, dành thời gian thỏa đáng cho việc thực hiện nhiệm vụ người đại biểu Hội đồng Nhân dân, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi cư trú, đơn vị bầu cử, tham dự đầy đủ các hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp thu lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, đồng thời tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền trả lời và giải quyết, tích cực tuyên truyền chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến cử tri và nhân dân, tham gia đầy đủ các hoạt động khảo sát, giám sát do Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân và Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tổ chức, thực hiện chức năng tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, theo dõi đôn đốc các cá nhân tổ chức có trách nhiệm giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, dự đầy đủ các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đảm bảo đúng quy định của nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh, để xứng đáng với sự tin tưởng của đảng, của cử tri, nhân dân. Bản thân tôi luôn phải nỗ lực, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, tích cực học hỏi để hoàn thiện bản thân mình và xứng đáng là người đại biểu Hội đồng Nhân dân.